Chắc phải lần thứ 6 hoặc thứ 7 rồi. À, đây là lần thứ 2, lần đầu là mình năm 2018. Mình lần thứ 3 ạ. Mình cũng lần thứ 3. À, thật ra đây là lần đầu tiên mình đến lễ hội Việt Nam ạ. Năm ngoái thì chị không đi nhưng mà cảm giác là so với những năm trước thì thấy là festival to hơn, nhiều gian hàng hơn. Yeah. Và thấy là có nhiều người nước ngoài tham gia. Năm nay thì sau 3 năm dịch nên là mọi người đến rất là đông vui. Thế người Việt thì rất là nhiều, cả người Nhật nữa, không khí rất là sôi động, cảm giác không có dịch nữa. Thấy hôm nay đông hơn mọi khi. Thấy nhiều gian hàng hơn và có vẻ các món bán kiểu phong phú hơn. Thấy năm nay sân khấu biểu diễn có vẻ hoành tráng hơn. Thì mình có cảm thấy là bất ngờ, tại vì mình không ngờ là cái là hội Việt Nam mình năm nay nó đông và nó quy mô nó to như thế này. Năm nay thì thấy là vẫn có nhiều ca sĩ nổi tiếng đến tham gia, thì mong là festival vẫn giữ những hoạt động ca nhạc như vậy và sẽ có nhiều hoạt động mà vui chơi ở ngoài trời hơn nữa. Tại vì trời nắng ấy, hay là nếu có thêm phong bạt cho mọi người đứng thì sẽ tốt hơn. Mình thì muốn có những hoạt động gọi là nhiều người có thể tham gia này nọ nhiều hơn. Mình muốn là làm sao mà để xếp hàng cho nó càng để cho nó ngắn gọn hơn, mình đợi lâu quá. Trừ những quán ăn này nọ xếp hàng chắc cũng đợi nửa tiếng.